Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Làng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 137 của bộ truyện dài tập Ngược về Minh Triều, tác giả Nguyệt Quan qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy để lại một like, một share để ủng hộ cho Khánh Duy. Đặc biệt các bạn hãy comment cảm xúc của mình ở dưới mỗi phần video để Khánh Duy có thể rút ra được những kinh nghiệm quý báu của mình và bây giờ để không mất thời gian mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây Tiếp theo tập trước lại nói lúc bấy giờ Mặt của Lý Đại Nghĩa trở nên nhăn nhó Hắn lên tiếng nói Hừ, Miệng lưỡi của người thật lợi hại Chỉ bằng ngươi gia nhập thánh giáo làm đại pháp sư truyền đạo đi thôi Thật đáng tiếc cả à? Hồng đứng tử ngu ngọc Nghe nói lục lâm bá châu bị càn quét không còn Quan binh vào núi tàn sát bốn phía Ta còn nghe nói Thôi lão đầu rửa tay quỳ ẩn Cũng bị trúng một mũi tên của quan binh Giờ không biết sống chết như thế nào kìa Đây chính là sự nhân đạo của quan phủ Mà ngươi đã nói hay sao Dương Lăng nghe xong liền kinh ngạc, thiếu phụ ở hồng có nghĩ cũng không dám nghĩ đến đó lại hiện ra ở trong đầu của hắn. Sao? Lục Lâm Bá Châu đã bị càn quét hết rồi sao? Giờ nàng ra sao rồi đây? Sau khi Hồng Nương Tử bắt Dương Lăng, chính Đức vô cùng tức giận, đã phái binh càn quét Bá Châu. Lúc đấy đã nhổ rất nhiều trại, chuyện này Dương Lăng biết cũng biết dưới sự phẫn nộ của Hoàng đế, sức công kích của quân binh còn lớn hơn cả khi càn quét dân tạc. Nhưng hắn không ngờ trại của Thôi Gia sâu trong núi cũng bị nhổ lên Nếu như ngay cả cha của Thôi Anh Nhi cũng trúng tên Thế thì tình hình chiến sự phải khốc liệt đến mức nào đây Nàng ra sao rồi đây Với tính cách nóng như lửa của nàng Nếu như cha nàng có mệnh hệ gì Thì sau này nàng có thể tha cho ta hay sao Nhưng hình như không còn sau này nữa thì phải Lý Đại Nghĩa đã quay trở về trạng thái bình thường Hắn cười đắc ý nói Phòng bị của ngươi thật nghiêm mật Ta đã từng giả thành sĩ tốt Thế nhưng tiếc rằng vẫn không thể tiếp cận Chạy trong quân đội của ngươi được nửa bước Trong cơm xa hành viên của ngươi thì ta lại càng không thể tiếp cận được. Vốn ta định bó tay tại đây, thật không ngờ người lại lên tiếp dự tiệc, thường xuyên ra ngoài. Ta đã theo ngươi tròn hai ngày, vẫn không tìm được cơ hội ra tay. Hôm nay, ngươi vi hành ra ngoài chơi, ta thấy các ngươi chơi khắp đây đó. Sau đó đến phía Bắc, ở đây chỉ có chùa chiêu sắc này là nơi hay có thể đến thôi. Thế nên ta mới đi trước một bước, đến trước đợi đại giá kìa. Lý đại nghĩa ta, làm việc gì nếu không đảm bảo chắc chắn sẽ không ra tay, Giờ ở ngoài kia quan binh trùng trùng điệp điệp Nhìn có vẻ rất nguy hiểm Nhưng cho dù ta có nghênh ngang bước ra Thì người của ngươi cũng không dám động đến một sợi lông của ta đâu Có phải không Dương Đại Nhân Dương Lăng biết những gì y nói là thật Người muốn cứu hắn chính là thân binh cận vệ của hắn Người hận không thể băm vằm lý đại nghĩa ra thành trăm nghìn mảnh Cũng là bọn họ Nhưng nếu như bây giờ thuộc vương phái quân đội đến Cương quyết xông vào bắt người chỉ e rằng thân binh cận vệ của hắn sẽ làm trái sống chết không cho bất cứ binh lính nào xông vào hơn nữa phía bên thục vương căn bản không cần phải suy nghĩ gì ông ta tuyệt đối không vì yêu cầu nhỏ đấy mà đẩy vị khâm sai đại thần là hắn vào chỗ chết huống hồ ở bên trong còn có cả con gái của ông ta nữa dương lăng bỗng thoát ra một hôi hột chết mà còn bị người ta coi là công cụ trốn chết đúng là chết không nhắm mắt mà thế nhưng hắn còn có thể làm gì được đây lúc này ở bên ngoài có người hét lớn Người huynh đệ trong điện hãy nghe đây Vàng bạc và ngựa quận ta đã chuẩn bị xong rồi Bọn ta muốn biết tình hình Dương Đại Nhân và quận chúa trước kìa Dương Lăng nghe thấy tiếng của ngũ Hán Siêu vội vàng hét lớn Hán Siêu ta Từ này vừa ra khỏi mồm thì Lý Đại Nghĩa đã nhét cục vải đó vào mồm của hắn Sau đấy cười lạnh lùng ngay ngang bước ra cửa điện quát lớn Nhìn cho kỹ bọn họ đây Đào kể lên cổ Chỉ cần có chút động tính là lập tức động thủ ta đi xem xem quan binh có gặt người hay không. Lý Đại Nghĩa hành sự vô cùng thận trọng, luôn cân nhắc cẩn thận, không để có chút sơ hở nào. Lúc buông nên buông, mở được thu lại được. Lúc cần xử lý kẻ địch cũng tuyệt đối không do dự. Trong ba huynh đệ thì y là người giống cha mình nhất, cũng đặc biệt được Lý Phúc Đạt coi trọng. Đây là nguyên nhân để cho y tiếp quản chức giáo chủ. Y lo sợ quân binh bên ngoài, miếu hoặc ở chỗ ngựa có kế hoạch ra tay với y lúc trên đường. Thế nên phải đi kiểm tra kỹ lưỡng. Lý Đại Nghĩa khôn danh như cáo, y đã đi quốc trong lòng quân binh, mặc dù trong tay y không có ai, thế nhưng y cứ ngông nghênh bước ra, cửa điện đằng sau cũng chỉ khép hờ một chút. Kế vườn không nhà trống làm được đến mức này thì cho dù là Gia Cát Lượng có ở đây cũng không dám chắc bên trong miếu không có người của y. Ngô Hán Siêu cũng không dám làm bừa. Lý Đại Nghĩa bước đến trước mặt Ngô Hán Siêu cười hì hì nói. Huynh đại, hai vị huynh đại kia của ta thân thủ không nhanh nhạy bằng ta đâu đứng bên đây đừng có hù dọa bọn chúng đấy đi thôi hai người gặp mặt lần đầu thế nhưng trong tích tắc đó cả hai đều cảm nhận được người đối diện chính là người đã đấu với mình ở suối trúc vọng ánh mắt hai người dường như gặp được con dã thú để săn sắc mặt cũng trở nên linh hoạt hơn trong chốc lát ánh mắt hai người giao nhau cuối cùng thì ngũ hán siêu cũng đã thất bại những ngón tay mà nóng lòng muốn ra tay chật bung xuống trên tay kiếm Lý Đại Nghĩa cười ngạo nghễ lướt qua người Ngô Hán Siêu mà không cần một chút phòng vệ nào cả. Ngô Hán Siêu nhìn cánh cửa khép hờ, than nhẹ một tiếng rồi cũng đi theo sau người của y. Kiểm tra xem ngựa chở bằng lá, ngựa, yên ngựa, xem có ai giờ trò gì không. Chu Nhược Cận lại hỏi phóng thích con tin như thế nào, hai bên bắt đầu thương lượng. Trong đây còn vang ra tiếng các hòa thượng đang kép tay tụng kinh. Lâu như vậy rồi mà vẫn chưa có ai tiếp cận thiền viện bên đấy. Mồm của Dương Lăng bị nhét rẻ, vô cùng khó chịu, Hắn cố dễ dụa Nhưng với sức lực của hắn Thì làm sao có thể thoát ra khỏi sợi dây thừng buộc chặt này đây Kế hoạch của Lý Đại Nghĩa khá là mạo hiểm Rõ ràng là chỗ nào cũng có sơ hở Bên quan phủ có thể đưa y vào chỗ chết bất cứ lúc nào Thứ duy nhất y có thể tự bảo vệ mình Chính là con tin Mà người này vừa trùng hợp chính là điểm yếu nhất của bên quan phủ Thế nên kế hoạch mạo hiểm này Lại trở nên vô cùng hoàn mỹ Y chắc chắn có thể thực hiện được kế hoạch của mình Có thể thấy Mình trong tay Lý Đại Nghĩa những con binh bên ngoài chỉ có thể mặc cho lý đại nghĩa sắp đặt tuy rằng hy vọng xa vời bọn họ nhất định phải nắm lấy cơ hội duy nhất này nhưng không ai dám mạo hiểm ra tay để hắn vào nguy hiểm bị giết chết quan phủ muốn dương lăng sống chứ không phải bức khiến cho hắn bị giết chết mà bắt lấy tên bắt cóc này cho dù y có là nhị thiếu chủ của di lặc tà giáo vụ trao đổi này cũng không ai làm thế nên lần này không ai có thể cứu hắn cho dù bên ngoài có thiên quân vạn mã cho dù điều tất cả cao thủ của võ đang thiếu lâm đến thì cũng không ai dám ra tay chỉ có thể dựa vào bản thân hắn nhưng hắn dựa vào gì để cứu lấy bản thân mình đây hai bên tóc mai hắn ướt đẫm mồ hôi gân xanh trên trán cũng đều kéo căng hết ra trừ lần ôm mẫu nương chạy chín thành tìm thầy thuốc lòng hắn chưa bao giờ có cảm giác như bị nấu trong nồi dầu như thế này hắn không cam lòng sóng to gió lớn đều vượt qua được sao có thể chết một cách vô ích như thế này đây vợ hắn còn chưa đến hai mươi mà phải vì hắn mà chịu quá cả đời con trai con gái của hắn, còn chưa được nhìn thấy chúng, không thể chết được, tuyệt đối không thể chết được. Dương Lăng thổn hển như trâu, dây thừng siết vào thịt hắn cũng không hề cảm giác đau đớn. Sau một hồi vặn vẹo dễ dụa thì dây thừng càng thắt chặt hơn nhưng cũng nới lỏng hơn một chút. Thân mình của hắn có thể vòng quanh cột trụ, chậm rãi cử động, thế nhưng cũng không có chút cơ hội thoát ra nào cả. Mắt Dương Lăng chợt sáng lên, thân người áp sát vào cột trụ, tụt từng chút một xuống đất. Hắn ngồi trên mặt đất hai chân thay nhau định cởi giày ra thế nhưng loại giày quan cổ cao đấy dùng chân khó mà cởi được sau một hồi hì hục dương lăng tuyệt vọng kêu một tiếng hai hàng nước mắt cũng chảy xuống má hắn ngước hai hàng nước mắt đấm lệ lên bỗng thấy chu tương nhi không biết tình từ lúc nào cô đang nhìn hắn với vẻ mặt khinh thường chán ghét bộ dạng bây giờ của dương lăng đúng là rất thê thảm hai má sưng đỏ ai nhìn vào cũng nghĩ là hắn tham sống sợ chết hình như dương lăng đột nhiên nghĩ ra thứ gì đấy hắn chớp chớp mắt quét đi nước mắt trong suốt rất ruột nháy mắt với chu tương nhi chu tương nhi nhìn hắn khó hiểu Thế hắn gật đầu như gà mổ thóc nhìn mình rồi lại nhìn xuống mặt đất nhìn một hồi rồi mới hiểu hắn muốn cô ngồi xuống lúc đầu cô tức giận qua mặt đi nhưng nghĩ lại chẳng nhẽ tên tham sống chết này lại có cách tự cứu mình hay sao tống tỷ khen ngợi hắn ghê gớm như vậy cô nghi hoặc quay đầu lại nhìn dương lăng cuối cùng cũng cử động người lực của lý đại nghĩa chói cô nhẹ hơn hắn rất nhiều cộng thêm là thân hình con gái mỏng manh sau một hồi vặn vẹo cũng áp sát người vào cột trụ từ từ mà ngồi xuống đất hai người ngồi đối diện với nhau dương lăng nhấc chân lên ngang quẩy lại không ngừng nhướng mày nháy mắt với cô chu tương nhi lúc gật lúc lắc đầu nhưng vẫn không hiểu ý của dương lăng làm chán mệt lửa toàn thân mồ hôi nhễ nhại dương lăng bỏ chân xuống bắt đầu nén đủ sức mặt đỏ như gà đẻ trứng sau một hồi phóc một tiếng nhúng vải nhét trong mồm đã bị hắn nhổ ra chu tương nhi mừng rỡ vội nháy mắt ra hiệu Hắn gọi người, bây giờ tình hình bên ngoài như thế nào, cả hai người đều không biết. Sao Dương Lăng dám hét bừa? Nếu như Lý Đại Nghĩa đột nhiên xông vào trước, thì cơ hội duy nhất này chẳng phải cũng không còn nữa hay sao? Hắn mở mồm, hít mấy hơi hạ thấp giọng, vội vàng nói. Tình hình không được rõ ràng, ta không thể kêu. Vừa rồi ta muốn cởi giày ra, thế nhưng ta không bỏ nổi. Cô nhất định phải giúp ta. Chúng ta có thể sống hay không đều dựa vào lần này. Mau, mau lên. Không biết y sẽ quay về lúc nào đâu, phải tranh thủ thời gian thôi gì cơ hai mắt mơ màng của chu tương nhi hiện lên dấu hỏi nhìn dương lăng không hiểu gì cả dương lăng hiểu ý nhấc một chân lên lập tức đưa đến trước đôi môi anh đào tươi non của chu tương nhi vội vàng nói mau dùng lực nhổ nhúng vải trong mồm ra rồi dùng mồm của ta dẫm gót giày nhất định là có thể cởi ra được đôi môi mềm mỏng màu hồng non nớt cánh môi tinh tế đẹp đẽ nhìn như thoa phấn mềm mại đẹp đẽ làm cho người ta nảy ra vô số ảo tưởng đôi môi anh đào mê người đến vậy lại bị một chân giày quan chắn phía trước thật là mất hứng đúng là tội tày trời hai cặp mắt trái mơ của chu tương nhi mở lớn dùng ánh mắt không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm vào hắn sau đấy hai hàng mi viên son liền biến thành hoa sơn một đường chân trời khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại dứt khoát kiên quyết nghiêm nghị quay đầu đi luôn mau mau đi cắn đi bà cô của tôi ơi trong ống giày của ta có súng đấy muộn là hết cái dùng kia dương lăng tức giận hồn hển đập gót chân mà nói Cô có biết người đấy là ai không? Đấy chính là đại dâm tặc bậc nhất trong giang hồ đấy. Chuyên bắt những cô gái xinh đẹp. Hắn ở trong một cái động sâu trong núi. Những tiểu thư con nhà quan. Rồi thì thiên kim con nhà giàu. Bị hắn bắt đi. Hắn đều nuôi như nuôi chó vậy. Hắn còn chặt đứt tứ chi của những cô gái đẹp nhất. Dùng để chơi như trẻ con. Hề hey, thật đáng thương. Phải có người bón. Đến cả đi vệ sinh cũng phải có người chăm sóc kìa. Nếu không thì toàn thân đều là phân và nước tiểu đấy. Hề hey, trời ạ. À tiểu thuyết đen ngày xưa đọc không ngờ lại còn có thể dùng để cứu mạng ta a di đà phật a di đà phật đại lượng đại bi đại lượng đại bi dương lăng thấy lời nói dối có tác dụng không khỏi mừng thầm trong lòng chu tương nhi nào đâu từng nghe đến những chuyện tàn bạo vô nhân đạo vô nhân tính như thế mặt cô bị dọa đến trắng bệch kết cục của mình cũng như vậy hay sao vậy chẳng phải sống không bằng chết hay sao địa ngục trần gian hay sao dương lăng nhân cơ hội giơ chân lên vội vàng mà nói sự tỉnh cấp bách Cô không nói ta cũng nói Sẽ không ai biết đâu Về nhà xúc miệng là được rồi Cô nghĩ đi Chặt đứt tay chân cô còn khuyết hai mắt cô nữa kìa Chu Tương Nhi dùng mình một cái Cuối cùng cũng khuất phục Nhúm vải trong miệng đã ướt hết Cô dùng răng cắn khó khăn lắm mới nhổ ra được Cũng không để ý gì nữa Đau khổ nhắm mắt lại về mặt bất chấp Dùng răng cắn lấy mũi hết sức lôi về phía sau Dương Lăng vội vàng dùng hết sức dẫm gót chân Bóp một tiếng đầu của chú Tăng Nhi đập vào cột, đau đến rớt nước mắt. Cuối cùng thì cũng đã bỏ được giày ra. Nào, một chân kia, mau lên. Dương Lăng không quan tâm thương hoa tiếc ngọc, một chân giày đưa đến trước mặt của cô gái. Bộ ngực nhỏ của Chu Tăng Nhi phập phồng, nhỏ nước bọt, thì hắn đưa chân tới, trở đành nước mắt lưng tròng, nhìn hắn rồi chấp nhận số phận, lại cắn mũi giày lần nữa, rồi lại bốp một tiếng nữa kêu lên. Đôi giày đã được cởi ra, Dương Lăng lại muốn cởi tất, lúc này hắn lên gần người ở thời đấy tất không có độ hạ đàn hồi đều là dùng dây vải để buộc chặt lại ngày hôm đấy dương lăng được tống tiểu ái gợi ý lục khắp phòng tìm dây an toàn để cất súng cuối cùng thì cũng nghĩ ra cách cánh cảnh sát sau này để súng vào bắp chân nơi này là an toàn mà lại khó bị phát hiện dương lăng nghĩ lại bên cạnh mình có nhiều thị vệ đến thế cho dù có thích khách tấn công thì bọn thị vệ cũng không kịp phản ứng hai ống tên cũng có đủ thời gian súng vốn không cần gấp mà là khi chạy trốn có người truy sát mới lấy ra mà dùng Thế nên mới để ở vị trí này Hắn sợ súng ma sát trực tiếp với giày sẽ mở bao hộp an toàn Nên mới nhét súng vào trong tất Bây giờ không bỏ tất vải ra thì làm sao có thể dùng ngón chân vặn cò súng được đây Dương Lăng thử dùng một chân cởi tất Thế nhưng ngón chân bị bao trong tất vốn không có lực Ánh mắt cầu cứu của Dương Lăng một lần nữa lại hướng về phía Chu Tương Nhi Cô quận chúa đáng thương gật đầu cái mồm anh đào nhỏ nhắn một lần nữa mở ra nhưng tất có dây cô kéo cũng không kéo ra nổi dương lăng cố gắng dương chân về phía trước thế nhưng sợi dây thừng đã chết cả vào thịt mà chân vẫn chưa được dơ đến nơi lý đại nghĩa có thể quay về bất cứ lúc nào lòng dương lăng sốt ruột tim đập thình thịch không ngưng nghỉ hắn vội vàng mất kiên nhẫn mà nói lý đại nghĩa có thể quay lại bất cứ lúc nào lòng của dương lăng sốt ruột tim đập thình thịch không ngừng nghỉ Hắn vội vàng mất kiên nhẫn mà lên tiếng. Mau, đưa chân đây tôi giúp cô cởi giày, rồi cô dùng hai chân cởi nút tất của tôi. Chu Tương Nhi nghe xong mắt chợt sáng lên, trong lòng cũng thoải mái hơn rất nhiều, không còn cảm thấy mất mặt như thế này nữa, cũng đỡ buồn hơn. Thân người của cô ngắn, cố gắng đưa người về phía trước, một chân ủng, thế nhưng làm kiểu gì cũng không đưa được đến cạnh miệng của Dương Lăng. Chân của tiểu quận chúa bị ống giày cuốn lại vô cùng đẹp, lụa trắng ôm chặt lấy đùi như ẩn như hiện dưới cái váy kia càng thêm phần trưởng thành săn chắc và đẩy đầy đặn đường cong của mông thon dài nhẵn mịn thời đó con gái 15 đã xuất giá làm vợ của người ta tiểu cô nương vẫn còn kém hơn năm Thì nhưng cũng có chút sự quyến rũ đến khó tả chu tương nhi cố gắng hết sức đưa giải ra đằng trước thực ra sự gấp gáp trong lòng nói là vì thoát thân chẳng bằng nói là vì trả đũa để dương năng cũng cắn chân của mình nếu không chuyện này cho dù không ai biết Thì cũng không nuốt nổi cục tức này Dương Lăng còn nóng ruột hơn cả cô Hắn cố gắng dấn cổ ra Cuối cùng lúc hai người cùng cố gắng Dương về phía trước Cũng có thể miễn cưỡng chạm được mũi giày của cô Dương Lăng không chút do dự Tóm lấy cơ hội duy nhất này như một con cóc Cùng hết sức lực há mồm cố gắng mà cắn lấy À đau Chu Tương Nhi đáng thương Nước mắt lưng chồng mà kêu lên Lúc bấy giờ Lý Đại Nghĩa chậm rãi bước thông thả vào trên mặt là một nụ cười bình tĩnh, tự tin, chân không có chút vội vàng, hoang mang. Y hiểu, trong lúc này, y càng bình tĩnh, thì những con binh ngoài kia càng không dám hành động, thiếu suy nghĩ. Ta ăn chắc các ngươi rồi. Lý Đại Nghĩa, đắc ý đảo qua tứ phía, hắn kia lạnh, thầm tính toán. Tiểu nhà đầu đấy không thể giết được, quận chúa còn sống, chắc chắn sẽ làm cho con binh càng tin lời ta hứa hơn, cũng không dám đuổi theo ta quá nhanh nhất định nhất định phải đánh dương lăng ngất đi rồi mới đưa hắn ra khỏi thiền viện rồi mới gọi quan binh đi vào cứu quận chúa sau vậy lúc đấy bọn họ phát hiện ra tơi chê trò vườn không nhà trống mà phía bắc thiền viện là rừng cây chỉ cần đi mấy dặm thôi ta sẽ giết dương lăng rồi trốn vào rừng rậm cho dù bọn họ có nhiều người thì muốn bắt một cao thủ như ta trong rừng cũng khó như lên trời vậy các người đều đợi ở ngoài viện chưa có lệnh bất cứ ai cũng không được vào các người giữ lợi thì ta cũng sẽ giữ lợi thẳng người Lý Đại Nghĩa ngừng bước, ngạo mạn, ngang nhiên nói với thị vệ đang buồn chồn lo lắng, rồi nghênh ngang bước vào thiền viện. Cửa điện mở ra, Lý Đại Nghĩa lách người vào, nhìn thấy Dương Lăng và tiểu quận chúa đang ngồi ở trên mặt đất, y cũng bị hù cho một phen. Nhưng cùng lúc đấy lại phát hiện hai người vẫn bị trói vào cột. Lý Đại Nghĩa không khỏi cười ha ha, thả lỏng vừa bước vừa nói. Sao? Sao phải phí sức lực làm gì? Các người... Hả? Lý Đại Nghĩa đột nhiên phát hiện nhúm vải nhất miệng của hai người đã bị nhổ ra. Cũng đành vậy, trong cái điện hẻo lánh này thì có hét lớn, chưa chắc bên ngoài thiền viện đã nghe tiếng. Thì nhưng, nhưng bọn họ cởi giày ra làm gì đây? Lý Đại Nghĩa ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía của Dương Lăng thì gặp ngay cặp mắt đầy sát khí của Dương Lăng. Sau đấy, một chân nhấc lên tràn ánh mắt của hắn. Tăng một tiếng, Lý Đại Nghĩa ngẩn ra, ngực đã trúng một viên đạn y hét lên giận dữ đang định vồ lên thì thấy dương lăng đã đổi một chân khác nhằm về phía của y lý đại nghĩa không chút nghĩ ngợi lập tức nén đau dùng tế hung xảo phiên vân lăng không đi được ra ngoài giữa không trung thuận tay cầm theo luôn cả cánh cửa bên trong phòng một chân của dương lăng cứng đờ trong không trung run rẩy đến suýt chút bị chuột rút mồ hôi hột chảy men theo má mà rơi xuống người dùng kế vẫn không nhà trống ta đây cũng dùng may mà chân này gạt được hắn nếu không thì Chu Tương Nhi thì trừng to mắt, rôn giọng nói. Bắn, bắn chúng chưa? Dương Lăng cũng không trả lời, hai mắt căng thẳng, nhìn vào giữa hai cánh cửa sổ và cửa lớn, hắn băn khoăn. Chỉ sợ Lý Đại Nghĩa đột nhiên phá cửa mà xông vào. Lý Đại Nghĩa đứng bên ngoài cửa, cắn răng nhịn sự đau đớn ở trên ngực, y giơ tay sở máu tươi rơm rớm, y đã trúng đạn. Hỏa khí thật đáng sợ, lúc trong quân đội y đã từng nhìn thấy súng ngắn, thao tác lằng nhằng, hơn nữa phải dùng lửa, châm dây dẫn mỗi lần bắn cũng đủ để y giết mười mấy người. Sao súng của hắn chẳng nhẽ là vũ khí của sừng vệ bí mật chế tạo ra hay sao? Tiếng súng cũng làm cho vàng xông ra cách khoảng hơn 10 trượng, đến cửa tiểu viện vừa gặp đúng quan binh đang xông vào thiền viện dưới sự dẫn dắt của ngũ Hán Siêu. Lý Đại Nghĩa lập tức quay người lại, lưng hướng về phía bọn họ, một tay giữ ngực, thân người ưỡn thẳng, nói không chút hoang mang. Không cần hoang mang, bọn ta còn chưa đi ra, chắc chắn sẽ không tự ý giết người đâu. tam quái ba sơn trong miếu có chuyện gì vậy sao lại nổ súng như vậy? ngu hắn siêu lạnh lùng nói. <laughs> ngươi hỏi ta sao nên hỏi dương đại nhân nhà ngươi mới phải. bọn ta định thả hắn không ngờ trên người hắn còn giấu súng ngắn kìa. tia máu thấm ra khóe miệng lý đại nghĩa ngừng một chút nuốt một mồm máu lại rồi nói giọng khàn khàn. suýt chút nữa là làm bị thương huynh đệ của ta. các người lui ra ngoài đi ta vốn định thả tiểu quận chúa trước để dương đại nhân hộ tống bọn ta một đoạn nhưng người này hừ, thật không muốn sống tốt nhất bọn ta lại trói bọn họ lại để cho tiểu quận chúa bảo đảm cho bọn ta một đoạn đường vậy thì vệ dương lăng nghe thế liền thở phào thế nhưng người của phủ thục vương thì lại trở nên căng thẳng đại nhân có súng hơn nữa còn là súng a đức ni đặc biệt tặng hắn sau khi đã cải tạo để mà phòng thân chuyện này Ngô hán siêu là người biết rõ nhất Lý Đại Nghĩa nói cẩn thận không có chút gì đáng nghi Đứng đây nhìn nghiêng vào trong sân Thì không thấy tình hình của thiên điện kia Ngô Hán Siêu chỉ đành vẫy vẫy tay dẫn người Từng bước một lui ra ngoài Lý Đại Nghĩa ngừng thở Không động đậy đợi đến khi tất cả bọn họ Đều đã ra khỏi cửa rồi mới bước chậm xuống bậc cửa Vừa ra khỏi tầm nhìn Của cửa lớn thiên viện Người lập tức lào đảo mà ngã xuống đất Tên cẩu quan đó Vẫn còn súng trong tay Không thể quay lại được nữa rồi Lý Đại Nghĩa oán hận Bước đi hai bước vạch áo vào, cởi thắt lưng ra buộc chặt lên ngực mặc dù chảy máu thế nhưng áo màu sẫm nhìn không rõ vết máu trước ngực thế nhưng đám người trung nhật cận đang lo lắng đứng đợi trước cửa trên eo của lý đại nghĩa dắt một thanh đao thép hai tay chắp trước ngực đột nhiên thần thái thoải mái xuất hiện trước cửa y nhìn mọi người một lượt cười nhạt bước chậm rãi đến trước ngựa ngô hắn siêu bước tới một bước mũi kiếm chỉ nói tam quái ba sơn ngươi làm gì vậy Sao? Căng thẳng cái gì chứ? Lý Đại Nghĩa cười một tiếng, hai tay ôm lấy vai, không để tâm tới mũi kiếm đang chỉ vào người của y, Nganh ngang bước qua trước mặt của Ngô Hán Siêu, quay lưng lại chỉnh yên ngựa, rồi lại vỗ nhẹ cổ ngựa. Ngô Hán Siêu bị sự bình thản của y làm cho mơ hồ, nghi hoặc nhìn y, rồi lại nhìn cái sân trống không. Lý Đại Nghĩa lấy một bọc vàng lá ở trên ngựa xuống, ôm trước ngực, rồi mới dắt cưng ngựa chậm rãi quay người lại, một mặt vỗ yên ngựa, một mặt ăn nói tự nhiên. Huynh đệ của ta, sẽ lập tức đưa người ra. Sẽ thả cơm Sai đại thần tại đây. Đại sau khi bọn ta đi qua cánh rừng phía trước rồi, nếu không có con binh ngáng đường thì bọn ta sẽ thả luôn cả tiểu quận chúa của các ngươi ra. Y quay đầu hô lớn và trong miếu, "Lão nhị, lão tam, đưa người ra đây." Y hô một tiếng, mọi người đều đồng loạt hướng vào trong miếu. Lý Đại Nghĩa nhân cơ hội này, hai chân nhảy lên trên yên ngựa, đặt vào bụng ngựa, ngựa phi như bay tiến về phía rừng thông ở phía bắc đây là ngoại thành phương bắc là tốt nhất tứ phía đều là rừng núi xanh thẳm đi về phía bắc nữa là rời thành thành đô ngựa phi nhanh như rồng trong nháy mắt đã phi xa hơn 10 trượng mọi người kinh ngạc bọn họ đóng làm dân chúng ra ngoài đi chơi chứ không phải hành quân đánh nhau một thứ binh khí cũng không có càng không nói là cung tên tên tặc nhân người dám sao trong tay của chu nhượng cận sớm đã cầm một thanh đao thép lấy từ thị vệ lúc này liền run tay ném ra, đao xoáy như quang luân mang theo tiếng như sấm xoáy theo lý đại nghĩa đang chạy như điên, vừa nghe thấy đao phong không thể chặn lại đấy, lý đại nghĩa liền bảo cách giá y giật mạnh cương ngựa tránh được đao này, cuồng đao bay vào rừng một cái cây to như cổ tay răng rắc đổ xuống, lý đại nghĩa nhô người lên một thanh kiếm sắc nhọn đã đâm tới không một tiếng động từ sau lưng đâm xuyên qua xương rồi đâm thủng ngực, ngũ hán siêu ném kiếm ra khỏi tay vốn không thèm nhìn là có chúng hay không. Như đã như chim yến bay vào rừng, chân không chạm đất, chạy như bay vào thiền viện. Á một tiếng, Lý Đại Nghĩa kêu lên một tiếng, nằm yên trên yên ngựa, không dám ngừng đầu lên nữa, chỉ đành đánh ngựa phi như bay về phía trước. Mặt đất lướt nhanh qua trước mắt tối sầm, Lý Đại Nghĩa lại nắm chặt lấy yên ngựa, nhắm nghiền hai mắt, nghiến răng, la hét từ tận đáy lòng. Ta không thể chết được, ta đã hứa với nàng, nhất định sẽ sống mà quay về gặp nàng, nhất định, nhất định phải sống kìa máu lại chảy xuống theo khóe miệng của y lý đại nghĩa định cố nuốt lại cổ họng phản ngược lại phun ra một miếng máu tươi lúc bấy giờ dương lăng lảo đảo bước ra khỏi thiền điện hạnh phúc hít lấy một hơi đại nạn đã qua đại kiếp đã qua thiên hạ thái bình rồi thái bình rồi còn về phần tiểu quận chúa chu tương nhi đoan trang nhã nhặn cử chỉ nho nhã có giáo dục đã đi xong giày nàng bước theo sau ra đại điện thế nhưng vẫn không ngừng nhổ phì phì mọi người đều nhìn cô kinh ngạc nhất thời không hiểu nổi hai người bị bắt làm con tin tại sao kẻ tặc lại kẻ giày của bọn họ chẳng nhẽ trên đời lại còn có kẻ tặc lạ đời trộm dưới bàn chân hay sao tái thế làm người dương lăng mới có tâm trạng để ý kỹ giày của tiểu quận chúa vừa ngẩng đầu gặp phải cặp mắt đầy hận thù của cô gái con người như bốc cháy dương lăng lập tức xoay người đi hình như cũng khó chịu mà phì phì theo giày của người ta sạch hơn giày của mình nhiều dương lăng vừa phì phì vừa nghĩ thấy xấu hổ Dương Đại Nhân, ngài không sao đấy chứ. Quận chúa điện hạ. Hai người đều bị vây ở giữa, trở đành nạn ra một nụ cười đáp lại, những lời hỏi dồn dập ân cần của mọi người. Lúc này, phương trưởng trong chùa cũng đã biết được thân phận của hai người, nóng ngóng kêu hai tiểu sa di dìu tới, mồm tuyên Phật hiệu. Lão hòa thượng đã cửu tuần, Dương Lăng và tiểu quận chúa phải vội vàng hai tay đỡ lấy đáp lễ. Ôn nào khó khăn lắm mới chạy ra khỏi thiền viện, ngũ Hán Siêu sợ hãi lên tiếng Đại nhân, chúng ta hãy mau quay về phủ đi thôi. Sao? Sợ cái gì chứ? Hai má của Dương Lăng sưng đỏ mỉm cười, cơn tức trong lòng vốn không nhiều lại bị châm lên. Chẳng lẽ bây giờ trên trời còn có thể rơi xuống một thích khách nữa hay sao? Hừm, khó có được hôm nay vui vẻ. À... Hắn quay đầu nhìn sang phía sau miếu thờ mà than rằng Những người ngồi trên cao chẳng lẽ lại phải lìa đàn ở quá hay sao? Bốn bên đều phải trống rỗng mới được hay sao? ta cứ ra khỏi cửa là tứ đại kim cương bảo vệ cho dù có gặp ai ngắm cảnh gì cũng đều phải cách một hàng người sống vậy còn có lý nghĩa gì đây đám người ngô hán siêu vội vàng quỳ xuống ngẩng đầu mà nói là bị chức phòng bị không chú đáo để cho đại nhân phải sợ hãi xin đại nhân trách tội dương lăng thản nhiên nói mất phố đình rồi hãy trả mã thạch cũng không chưa muộn mà ngô hán siêu vừa nghe thế lên mặt đỏ tiết tay mồ hôi ướt đẫm Dương Lăng thấy bộ dạng thê thảm của y lên mềm lòng mà nói anh khẽ. Màu đứng dậy đi thôi. Bản quan hứng đâu là đến đấy cũng không có cho các ngươi thời gian chuẩn bị. Hey, ai nấy đều chỉ thấy sự hào quang ở bên ngoài khi làm quan thôi. Thế nhưng làm rồi thì chỉ có thể như cây bồ đề trong miếu kia. Cao vót ở trên để cho người ta bái mộ cũng mất đi rất nhiều thú vui ở trong đời người. Thần sắc của hắn buồn bã sau đấy nhíu mày lạnh lùng mà nói. Chỉ có nghìn ngày làm cướp không thể nghìn ngày phòng cướp được kẻ cướp vừa rồi vốn cũng không phải là ba sơn tam quái cái gì cả mà chính là nhị thiếu chủ lý đại nghĩa của di lạc tà giáo kia di lạc giáo vẫn nuôi hy vọng đối địch với triều đình lần nữa lập tức thông báo cho ngô kiệt đến đông sưởng tìm hết tất cả tư liệu liên quan đến di lạc giáo từ lúc này đông sưởng tham gia quét sạch di lạc giáo một tên cũng không được bỏ sót kia tin tức cấp cao của di lạc giáo rất có thể đã xâm nhập vào nội bộ triều đình mai phục trong quân chính nha môn ảnh hưởng lớn không tiện nói trước mặt mọi người Lời đến cửa miệng Dương Lăng lại nút vào Vung tay áo mà nói Đại bổng trùy đâu rồi Khởi bẩm đại nhân Đại bổng trùy đã dẫn người đi đuổi theo rồi Dương Lăng hự lên một tiếng Không nói thêm gì nữa Vừa nãy hắn vắn trúng Lý Đại Nghĩa Rồi lại dùng kế vườn không nhà trống Dọa cho y chạy mất Dương Lăng cũng vô cùng lo lắng Hắn đem bản vẽ lại súng Mà trong đội xưởng đang chế tạo Đưa cho A Đức Ni Qua sự cải tạo của cô Khẩu súng này tuy thao tác Có dễ hơn một chút nhưng vẫn chỉ có thể bắn một viên đạn có thể dùng một chân để bóp cò thế nhưng lại không thể lên đạn được lúc đấy hắn chỉ lo lắng bọn người Ngô hắn siêu nghe thấy tiếng súng liền sẽ xông vào lý đại nghĩa ở ngay trước cửa nếu tới hết đường mà quay người lại đi vào trong phòng liều chết với hắn ta thì đúng là chết chắc dù lý đại nghĩa dùng kế lừa chạy thoát thân cũng là vì một đám thân vệ đặt sinh mệnh của hắn lên trên hết mới không dám tùy tiện hành động nên cũng không thể quá hà khắc mà đau lòng bọn họ. Dương Lăng vừa nguôi cơn giận thì bên Chu Tưng Nhi lại tức giận hét lên. Ai ra, ai ra, phiền chết mất thôi. Ta đã nói là không sao rồi, không sao, không sao cả. Giày sao, ta dễ dụa để làm rơi mất rồi. Sao, không được cứ. Dương Lăng quay lại thì thấy Chu Tưng Nhi hai tay chống lạnh, cặp mắt quả mơ chừng to nhìn Chu Nhượng Cận và mọi người. Hắn vừa quay sang thì ánh mắt cô gái nhìn lại như phi đao làm cho Dương Lăng phải lập tức quay đầu lại. Đúng lúc này, tiếng vó ngựa từ đằng xa vang lên, ngước mắt nhìn thì ra phía trước là võ tướng đang cưỡi ngựa, phía sau là quan văn đang ngồi kiệu, phía sau nữa mới là mấy người cầm cờ biên, gõ trống, thổi kèn đang đáng lẽ nên đi trước mở đường. Thế nhưng lại úp cờ và biển trùng điệp mấy dặm đi đến chùa Chiêu Giác. Hóa ra là Chu Nhật Cận phái thân tín quay về phủ lấy vàng, vì lấy đại nghĩa giới hạn thời gian nên không dám chậm trễ, chỉ vội vàng nói với thuộc vương một tiếng liền nhanh chóng lấy vàng thúc ngựa quay lại. Thục Vương vừa nghe tin con trai cả được người ta cứu, lại nghe tin tiểu nữ bị người ta bắt, còn cả Khâm Sai đại nhân nữa cũng không biết lưu dân bất lợi, không biết gặp phải họa gì, giận đến dậm chân, lập tức hạ thiệp mời lệnh cho Tam Ti bắt người. Bố chính sứ, án sắp sứ, đô chỉ huy sứ, nhà môn chi phủ được tin lập tức tập hợp toàn bộ nhân mã, phi thẳng đến chùa Chiêu Giác, đồng thời lại lần lượt thông báo đến các quan lại nhà môn cấp dưới cứu Khâm Sai cứu quận chúa cơ hội đi xa tốt đến như vậy chẳng quan nào muốn từ thạo cả một đoàn người ngựa cùng lúc phi ra khỏi thành đô chỉ huy sứ ti ở xa nhất những người ở gần thành hơn đã trước đóng quân ở doanh trại quân đội ngoài thành vì vậy tin tức nhận được cũng là muộn nhất nhưng tướng quân cứ ngựa đi sau đến trước thế nên mới xảy ra tình trạng quan viên văn võ đến cùng một lúc hai người bình yên vô sự mọi người đều rất vui vẻ các quan viên cùng an lòng các quan viên bao quanh lấy họ người thì hỏi thăm tình hình người thì bàn đến chuyện xã giao có người thì bàn tà giáo có người hỏi thăm người bị hại người lại khen ngợi hai người bình tĩnh đối với kẻ cướp loạn hết cả lên mà đến khi lưu đại bổng trì quay trở về mới ngừng lý đại nghĩa tuy bị thương nhưng kỹ thuật cưỡi ngựa của y rất tốt hơn nữa lúc người của lưu đại bổng trì đuổi đến thì y đã chạy xa người này chọn đi theo đường mòn chạy đến chỗ gấp gành khó đi lên xuống ngựa đi vào trong rừng lúc bọn lưu đại bổng chùy đến đây chỉ thấy một con ngựa đang thong dong gặm cỏ trong thung lũng mà ba bên là rừng xanh cây cối um tùm chỉ có hai ba mươi người mà muốn lục tìm cả ngọn núi thì đúng là nói mơ lưu đại bùng chùy chợt nhớ ra dương lăng vẫn chưa rõ sống chết chỉ đành nghiến răng nghiến lợi chửi vài tiếng rồi quay ngựa phi về dương lăng nghe xong chắp tay nói với hai vị đại nhân bố chính sứ và án sát sứ chuyện này đã làm phiền đến hai vị đại nhân rồi xin hai vị hãy lập tức thông báo đến các quan lại nha môn điều động quan sai dân cường tráng ở các nơi kiểm tra cách chó ở trong trấn thôn ở các nơi núi lớn núi nhỏ đường lớn đường rẽ hắn trầm ngâm một lúc rồi lại nói tiếp nếu như điều động binh lực quá lâu quan phủ các nơi cũng không chịu nổi cứ lấy thời hạn ba ngày sau ba ngày kia dù có bắt được người hay không đều rút hết các trạm kiểm soát cho ta bắt phỉ vốn là chuyện của án sát xứ y lập tức nhận lời bố chính sứ an văn đào lên tiếng đại nhân hành thích đại nhân vốn là tội tài đình kẻ đó còn là nhân vật đầu não của di lặc tà giáo chúng tôi sẽ dốc hết sức bày thiên la địa võng nếu chỉ hạn có ba ngày kẻ đó nằm im không xuất đầu thì chỉ e rằng khó mà bắt được ý dương lăng nói không cần thiết đâu ba ngày là đủ rồi sau ba ngày người hãy dán thông báo nói rằng lý đại nghĩa con trai của giáo chủ di lặc tà giáo hành thích câm sai đại nhân đã bị xử tử hình theo pháp luật rồi mọi người nghe xong đều ngẩn ra lục chính an sắp xứ hiểu nhanh nhất liền khen ngợi hay quá hay chiều lấy mềm mục chặt này của đại nhân quá hay đi nếu như trong rừng cần tìm một người thì trăm nghìn người chưa chắc đã tìm thấy như thế thì kẻ tắc đã được lấy lỏng rồi chúng ta cứ hạ trạm kiểm soát ngầm phái người tuần kiếm nói không chừng sẽ dễ dàng mà bắt được y hơn lúc này bộ chính sứ cùng những người khác mới hiểu ra không khỏi gật gù thế nhưng dương lăng nghe xong lại ngẩn ra thế nhưng rồi cũng gật đầu theo lục chính từng rằng y lùng sục trong ba ngày là để làm tên thích khách nới lỏng sự cảnh giác dùng cách ngoài lưới lỏng trong thì âm thầm thắt chặt để bắt người thực ra thì dương lăng còn ghê gớm hơn ông ta vốn chỉ cần dùng ba ngày lùng sục để ép giết người người luyện công cũng chỉ là khí lực mạnh hơn người bình thường một chút chứ không phải là mình đồng ra sắt không thương tích mặc dù uy lực của súng nổ có hạn nhưng bắn trúng cơ thể trong khoảng cách cần như thế thì cũng sẽ tạo ra thương tích nặng. Huống hồ là Dương Lăng nhìn thấy rất rõ ràng là ngực trái của Lý Đại Nghĩa đã trúng đạn. Tương truyền về chuyện tiêm lệch chắc không trùng hợp đến mức nằm ngay trên người Lý Đại Nghĩa. Bản thân đạn trì đã có độc làm cho chỗ bị thương, sưng phủ, thối nát nghiêm trọng hơn là còn bắn trúng điểm yếu. Lý Đại Nghĩa trên đường trốn chạy trên núi cũng chưa chắc đã dám ở lại một chỗ quá lâu. Vết thương chắc chắn sẽ càng nghiêm trọng hơn. Ngực có đạn không lấy ra chỉ bôi chút nước cỏ là có thể sống được hay sao? Phong tỏa tất cả các đường lớn nhỏ trong 3 ngày, làm đến mức lục hết cả núi để cho hắn ngày đêm lâm lấp lo sợ, lại không thể tìm thấy thuốc chữa trị, mệt mỏi như thế làm cho vết thương xấu đi nhanh hơn. Nếu y có thể cầm cự được đến ngày thứ ba, thì cũng đã là kỳ tích nhân gian rồi, cần gì phải dùng hết nhân lực đi tìm một xác chết nữa đây? Chim sợ cung vì sao mà chết, kẻ giết người chưa chắc đã phải dùng đao xảy ra chuyện đến mức này mà còn tiếp tục đi du ngoạn là chuyện không thể. Chu Nhượng Cận đã chuẩn bị để về nhà nghe những lời trách mắng nặng nề của Thục Vương. Các quan viên đến đột ngột tụ tập một chỗ, xã giao hồi lâu mà đại đội nhân mã vẫn chưa rời khỏi cửa chùa chiêu giác. Chu Nhượng Cận và Dương Lăng đứng ngang vai trước cửa thiền viện nhìn vào trong viện một hồi rồi lầm bẩm: thật kỳ lạ, tại sao tiểu muội bỗng nhiên lại đòi xúc miệng làm cho mọi người phải đứng đây đợi vậy? Chu Nhượng Cận cũng không phải người ngốc nghếch. Dương Lăng sợ y hiểu lầm, hiểu ra nguyên nhân đôi bên là ngại ngùng. Chân của Dương Lăng không đáng tiền, còn chân của quận chúa có thể tùy tiện đụng vào hay sao? Hắn vội ngắt lời. À, nhượng cận huynh, lệnh muội rất được thế tử và nhượng cận huynh yêu thương. Nhìn bộ dạng của các quan lại cũng vô cùng cung kính quận chủ điện hạ. Lễ nghĩa không thua kém gì với thế tử cả. Chu nhượng cận nghe thế, liền không suy nghĩ gì đến chuyện kỳ quái này nữa. Y cười nói. Đại nhân không biết hay sao, tiểu muội thông minh lanh lợi phụ vương và vương huynh của ta đều rất yêu muội ấy nhưng sự cung kính lễ độ của những văn võ bá quan ở thành đô này với tiểu muội không kém gì với vương huynh quả thật là có nguyên nhân khác kìa y mỉm cười nói lúc hoàng thượng đăng cơ phụ vương sai người đưa lễ vào kinh là tiểu muội đi sau khi tiểu muội vào kinh được sự yêu mến của hoàng thái hậu hơn nữa phụ vương nhiều lần nhận ân miễn của triều đình đã không còn gì có thể thưởng được nữa rồi hoàng thượng mới đăng cơ khó tránh khỏi khen thưởng thế nên thái hậu bèn trượt lệnh xuống để cho tiểu muội vào kinh hầu hạ đặc biệt ban làm công chúa cuối năm là tiểu muội phải vào kinh tin tức này đã lan truyền khắp thành đô văn võ ba quan tất nhiên là không dám thất lễ rồi phiên vương không còn gì để thưởng nữa sẽ làm phúc cho con cháu phong công chúa hưởng hoàng ân vô biên lại so với vương tử phong thêm ngoài thế tử phá hủy thế lực phiên vương làm lay động sự ổn định của răng sơn xã tắc hơn nữa cũng chỉ là hoàng cung thêm một miệng ăn hoàng ra thế này gọi là đánh gọn hề hey, cái cô ớt cay này vào kinh làm công chúa sao nguy rồi phụ nữ thường lằng nhăng với những chuyện vớ vẩn này không nắm rõ trọng điểm nhìn ánh mắt vừa xấu hổ vừa phẫn nộ của cô ta chắc chắn sẽ không đủ lý trí mà hiểu được ân tình cứu mạng của ta rồi hôm nay cô ta cởi giày cho mình khi khác sẽ không tặng ta đôi giày nhỏ để đi đi chứ Dương Lang đột nhiên cảm thấy trong miệng hơi đắng, hắn tìm quanh tứ phía, hô lưu đại bổng chủy, à, bổng chủy, đi, đi múc một gáo nước cũng lại cho bổn quan, bổn quan cũng phải xúc miệng rồi. Trong phủ Thục Vương và Ngọc sáng loáng đang thất bật, còn bận rộn hơn cả năm mới. Trong cung không chỉ có các quan lớn nhỏ của thành đô và các nhân vật thân sĩ nổi tiếng, người thê mặt và tổ ti khắc tộc, đến cả ba vị quận vương là Thái Bình, Huệ Bình, Tĩnh Thanh cũng mang theo vợ con đến để tham gia. Từ ngoài ngựa hà đến trước cổng chiếu bích đều xếp đầy xe ngựa nguy nga lộng lẫy. Những quan chức nhỏ hơn một chút chỉ đành dừng ở đình long ngâm hổ khiếu. Trong cung các nữ bộc tấp nập phục vụ khách trong những ngôi đình hoa lệ. Vương cung chiếm một phần năm của thành đô đã đầy ắp người. Những nha hoàn hầu gái bưng chậu bưng thùng chạy đi chạy lại. Trưởng ấn đại thái giám tổng quản nội vụ khoa chân múa tay bật đến mức toát cả mồ hôi giữa các cung điện có các danh sĩ tài tử mặc áo nho bào có quan viên văn võ quần áo chỉnh tề còn có những phục trang khác nhau của thủ trưởng các bộ lạc đúng là hội nghị vạn quốc các quan viên nghị luận với nhau phần lớn là về những chuyện mới như bình định phản loạn đô trưởng man gần đây Thục vương bệnh tình đã đỡ hôm qua khâm sai gặp phải thích khách đương nhiên mọi người phỏng đoán nghị luận nhiều nhất là chuyện ngày hôm nay yến tiệc làm long trọng như vậy không biết là có ý chuyển ngôi hay không Bên trong điện Ngân An đương nhiên là tập trung những nhân vật thực quyền tầm cỡ nhất ma thục. Ba vị quận vương, tam ti đại nhân, đô an bố, còn có thổ ti, vội đến dự tiệc hoặc sứ giả đại biểu của họ. Hôm nay thuộc vương Chu Tân Hàn mặc vương bào màu vàng, diệt rồng, quần cuộn màu xích. Thoạt nhìn tinh thần ti tắn như đã hoàn toàn bình phục vậy. Điện Ngân An không sánh được với điện Kim Loan. Bên dưới có chỗ ngồi, mọi người phân thành hai hàng, hán di, Dương Lăng tất nhiên là ngồi cao ở trên chỗ đầu, đối diện là một loạt quan viên thổ ti, hắn nhìn thấy Cát Phan hóa Tây và Thác hoạt Yên Nhiên cũng đang ngồi không, không khỏi mỉm cười, gật đầu với bọn họ. Thục Vương ngồi lên ghế vương, mỉm cười nói. Khâm sai đại nhân, thay thiên tuần thú, đến thành đô ta, liền không dừng chân đi bình định loạn đô trưởng man ngay, dẹp mới họa trăm năm, công lao to lớn. Hôm nay cô Vương mở tiệc là để tẩy trần cho Dương Đại Nhân sau khi dưỡng bệnh hồi cung, cũng là để mừng công cho ngày ấy đấy. À, a à, a à, à. Dương Lăng vừa hạ thấp người, lên tiếng. Xin đa tạ hậu ý của vương gia. Hạ quan hổ thẹn không dám nhận. Thục vương không nhắc đến chuyện ngày hôm qua gặp phải thích khách. Dương Lăng cùng tất cả các quan viên thổ ti đều ngầm hiểu. Ai nấy đều tránh, không nói đến. Mọi người chắp tay chúc mừng Dương Lăng. Thục vương vút trầm dâu, đợi đến khi lời chúc của mọi người đã ván hồi. Ông ta nói tiếp. Tự tiên hiến vương là phiên ba thục Đến nay đã hơn 17 đời Cô vương là thục vương đời thứ 18 Từ lúc kế ngôi vương đến nay Không ngừng mở rộng Nhưng luôn cầu thủ thành Hết lòng lo lắng làm theo tiên vương Lê lễ giáo trị Tây Thủy May mắn là các quan viên cùng các vị thổ ti đại nhân Hết lòng tương trợ Nên mảnh đất này mới được bình yên Rồi ông ta thở dài nói Mấy năm gần đây Cô vương lâm bệnh nặng khó khói thường thấy mệt mỏi thôi Chuyện chính sự khó lòng mà quản hết được Chuyện lớn của vương phủ sớm đã giao cho thế tử Mặc dù thế tử tư chất đần đốn Thế nhưng cũng luôn cố gắng học hỏi Giữ tôn pháp Chi thư đạt lễ Thay cô vương xử lý chính vụ Cũng khá là vừa lòng ta Này cũng nhân dịp Khâm sai đại nhân có mặt tại trong buổi tiệc này Hôm nay cô vương ta sẽ tuyên bố chuyển ngôi cho thế tử Sau này hy vọng chư vị đại nhân sẽ đối xử Với thế tử như với ta vậy những người đang ngồi đều là những nhân vật thuộc tầng lớp cao nhất của ba thục hiểu biết nhiều sớm đã biết sẽ có chuyện chuyển ngôi này ba vị quân vương theo lệ khuyên khéo một lượt thục vương mỉm cười từ chối rồi đứng dậy nói phủ bổn vương viên lâm tinh tế đẹp đẽ giờ là mùa thu tươi mắt kim cúc nở rộ cúc tỉnh thu hưng được coi là một tấm tám cảnh đẹp của thành đô này các vị đại nhân không ngại thì du ngoạn một chuyến đợi lúc mở tiệc cô vương sẽ tận hứng với các vị sau vậy Mọi người đứng dậy, tiến thục vương bước vào sau điện rồi mới lui ra. Dương Lăng bước lên trước nói vài câu với Cát Phan Ngõ Tây và Thác Bạt Yên Nhiên. Đang lúc nói chuyện thì Chu Nhượng Cận vui vẻ bước đến hỏi thăm hai vị Cát Phan Ngõ Tây và Thác Bạt Yên Nhiên trước rồi nói với Dương Lăng. Dương Đại Nhân, Dương Thận cũng đến rồi. Huỳnh ấy đã nhận được thư của Đại học sĩ, giờ đang muốn gặp Đại Nhân. Dương Lăng nghe vậy vội vàng lên tiếng hỏi. Sao? Thế nào? Dương Đại học sĩ đồng ý rồi sao? Chu Nhượng Cận cười ha hả nói Đại nhân nhìn nét mặt của ta còn cần phải hỏi hay sao Chu Nhượng Cận đưa Dương Lăng đến vườn hoa Dương Thận đang đứng đợi ở đấy Chu Nhượng Cận cười nói Dương Thận tài học hơn người Theo như ta thấy thì đúng là bậc tú tài Bậc nhất của ba thục Được Dương Đại Nhân yêu ái sống ngày lập công Lập nghiệp mà báo đáp triều đình Là bạn tốt ta cũng vui thay ý Dương Thận nghe đến từ bạn tốt Cũng không có vẻ gì là khiêm tốn sợ hãi Chỉ cười nhạt một cái Chu Nhậm Cận lại nói Hai người cứ từ từ mà nói chuyện Lát nữa trong bữa tiệc chúng ta sẽ cùng uống rượu tận hứng với nhau Hôm nay thật sự là bận rốn Một vài người bạn còn chưa kịp hỏi thăm đây Ta đi gặp Cát Phan và Thác Bạt trước vậy Lát nữa ta sẽ tìm hai người nói chuyện sau Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 137 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ, xin chào và hẹn gặp lại.